Xin mến chào tất cả các anh em. Hôm nay em giới thiệu một bộ dàn 5.1 của Sony, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, thích hợp cho các anh em nghe giải trí trong gia đình, vừa xem phim và vừa nghe nhạc được. Dàn này gồm một đầu giải mã, có đầy đủ cổng analog, cổng quang optical để các anh em giải mã từ Smart TV. Một súp điện rời, bát 16 cm, bát đánh thẳng về phía trước. Súp này là súp rời, có một cổng line-in ở phía sau. Có thể ghép với tất cả các dàn mini, dàn trung, dàn đại, chứ không giống một số súp của dàn 5.1 Onkyo hoặc là Denon. Súp này có thể chơi đa dạng được. Và cuối cùng là 5 loa vệ tinh để tạo âm thanh đa kênh. Em đang sắp xếp ở dưới đây là hai loa surround, một loa center và hai loa stereo. Bộ dàn này em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Em nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Mức giá rất là dễ chịu cho các anh em chơi. Mặt tín hiệu đầu giải mã cũng khá là dễ chỉnh với các cổng tín hiệu đầu vào, video, TV là cổng analog để anh em kết nối jack hoa sen để nghe từ điện thoại rồi là CD các thứ. Cổng AUX này là cổng quang optical để các anh em kết nối từ Smart TV xuống. Giải mã nhạc số. Bên phải đây là volume tổng của cả 5 loa vệ tinh và súp điện. Còn nút nhỏ này là nút để chỉnh các chế độ nghe. Em đang để chế độ hai kênh stereo để nghe nhạc. Nghe nhạc thì anh em nên để chế độ này. Còn đây là chỉnh cả 5 loa đều kêu. Bên đây là chế độ xem phim A, B, C. Các chế độ này các anh em về tự nghiên cứu, nghe phù hợp theo tai của mỗi người. Nghe nhạc thì anh em để chế độ hai kênh này. Súp điện còn khá là đẹp, không có bề nở gì cả. Bên phía trên đây là nút nguồn của súp và volume. Volume này là volume riêng của loa súp, loa trầm. Anh em vặn lên thì tiếng bass càng nhiều. Ở đây em đang vặn khoảng 30%, 30 và 40% thôi. So với các súp theo dàn 5.1 khác thì súp này đánh khá là mạnh. Đây là mặt sau của dàn. Phía sau súp là thông số kỹ thuật của đầu giải mã và súp điện. Đầu giải mã có model là MS215R, công suất thu điện của nó là 60W, trở kháng là 6 ohm. Sản xuất tại Malaysia. Bên súp điện là chạy điện 100V. Tiêu thụ điện của nó là 40W. Và cũng được sản xuất tại Malaysia. Em sẽ hướng dẫn các anh em về đấu nối luôn. Các dây loa này là các dây zin theo dàn. Họ có đánh dấu các màu khác nhau để các anh em phân biệt loa center, loa surround các thứ. Cũng rất là dễ. Màu nào thì họ có đánh dấu ở phía sau đầu giải mã kia hết. Đây, sơ đồ đấu đây. Đỏ, trắng, tím, xanh, xám, xanh. Màu tím này là cổng súp từ từ súp điện qua. Anh em đấu vào đây. Một dây 3.5 chính là đường này. Là center màu xanh lá cây, màu đỏ, rồi màu trắng. Cuối cùng là màu xám. Ok, vậy là xong. Còn đây là cổng tín hiệu đầu vào. Như lúc nãy em có nói, cổng TV, video này là cổng analog, cổng AUX và cổng DVD là cổng optical, cổng quang. Bây giờ em sẽ đấu cái cổng kết nối điện thoại máy tính jack 3.5 vào cổng video. Bây giờ em test một đoạn nhạc remix ở trên YouTube cho các anh em nghe thử. Âm trầm của loa súp này nghe qua loa điện thoại sẽ không nghe được hết, cho nên các anh em nên đeo tai nghe vào để nghe được tiếng chi tiết hơn. Thank you.
Ok, anh em nào mua bộ dàn này thì liên hệ với em theo số điện thoại hiển thị dưới màn hình. Cảm ơn các anh em theo dõi video này của em.